Một thôi một chị đề ạ. Một thôi. Trước. Xin chào, yeah, mọi xin người. Chào mọi người. Mình là gì? Isabel. Mình là mình là Isabel. Isabel phải nói thế. Em nói ở video trước rồi. Em video nhưng mà trong máy của em. Anh có một câu hỏi rất là thắc mắc mà người Việt Nam cũng rất là thắc mắc là tại sao mà người Việt mình đi sang bên này á, là mọi người ở Angola này rất hay gọi là người Trung Quốc. Đúng. Ngay cả Isabel ngày trước cũng rất là hay gọi người Việt Nam là người Trung Quốc, đúng không? Đúng rồi. Lý do là vì sao? Em giải thích cho mọi người được không? Tại vì mắt của người châu Á. Mắt hay là mặt? Mặt. Mặt của người châu Á. Mặt của người châu Á là không phải là giống nhau. Bây giờ em nghĩa là khác nhau, nhưng mà trước đây cách đây là em thường là giống nhau, tại vì có cái mắt như này, mắt một mí. Đúng rồi. Nhưng mà đâu có phải ai cũng mắt một mí đâu, nhưng mà gần như là tất cả người Việt Nam đi ra đường thì người ở Angola này đều gọi là Trung Quốc. Ở đây tất cả người giống nhau của châu Á. Đấy là giống nhau, nhưng mà em biết là đây là người Việt, kia là người Trung Quốc, ví dụ. Tại vì em học ở bên đấy rồi. Em học rồi thì em biết. Đúng. Nhưng rồi. Mà mọi người lại không biết. Tại sao lại không bảo là gọi là người Việt Nam đi hay là người Nhật Bản đi mà lại cứ gọi là người Trung Quốc? Tại vì ở đây có rất nhiều hơn là người Trung Quốc. Ít người ở đây là người của Anh à. Người Việt. Đúng rồi. Tức là ở đây là người Trung Quốc nhiều hơn, đúng không? Đúng rồi. Tức là trong tư tưởng của người Angola thì lúc nào người đến Trung đây Quốc. Đến đây là người Trung Quốc hết. Người Trung Quốc hết à. Anh không tiếc đúng không? Lúc người em chào anh, còn anh người Trung Quốc đúng không? Khỏi luôn đúng không? Thực ra thì người Việt Nam cũng rất là không thích khi mà đi sang bên này, nhưng mà ở đây mọi người cứ gọi là Trung Quốc. Anh đi ra đường cứ gọi Chinese. Đúng rồi. Amigo Chinese. Amigo Chinese. Tại vì có mắt giống nhau một chút Chinese. Mắt của anh đúng không? Mọi người chỉ biết là Trung Quốc. Không chỉ riêng anh đâu, nhưng mà mọi người cũng thế. Mọi người cũng thế. Đúng rồi. Thế là người Việt Nam rất là không thích khi mình bị gọi là người Trung Quốc. À đúng rồi, em biết rồi. Có nhiều, rất là nhiều người như anh bảo, anh khi mà người ta gọi anh xong, anh bảo là tôi không phải là người Trung Quốc mà tôi là người Việt Nam. Nhưng mà hôm sau gặp anh vẫn gọi là anh là người Trung Quốc. Tại sao thế? Không nhớ à? Đúng không? Không nhớ đâu. Chắc là người không nhớ. Kiểu thế đấy. Đúng. Chắc là kiểu cũng giống như kiểu là người châu Phi các em đấy. Vâng. Đi sang bên Việt Nam ấy thì mọi Việt Nam cũng chỉ mọi gọi người là người châu Phi thôi, đúng không? Đúng rồi. Kiểu như thế. Ví dụ ở nhà trường em lúc đấy người ta có người Mozambique và người Angola. Đều người ta bảo là người châu Phi thôi. Người châu Phi không thôi. Không biết là người Angola là ai, người Mozambique là ai. Giống nhau của anh. Đúng rồi. Rồi. Đấy mọi người ạ, Isabel vừa giải thích ấy là do người châu Á mình có cái khuôn mặt rất là giống nhau ấy. Thế cho nên là ở bên này người ta chỉ biết đến là người Trung Quốc thôi, bởi vì là người Trung Quốc đi đâu cũng rất là đông. Đấy cho nên là thì mình người Việt mình đi ở bên này đi đến đâu là cũng bị gọi là Trung Quốc. Thì cũng giống như là Isabel là người Angola với những cái bạn ở Mozambique đi sang Việt Nam mình ấy, thì Việt Nam mình cũng gọi là những người châu Phi ấy, thì tương tự như thế. Bên này Việt Nam mình đi sang bên này thì do Trung Quốc rất là to, rất là lớn, đúng không, nổi tiếng, đúng không? Đúng rồi. Đấy cho nên là mọi người luôn luôn trong tư tưởng cái đầu gọi là cứ người châu Á là người Trung Quốc hết. Mình đi sang bên này thời gian đầu
bị mọi người bên này gọi là người Trung Quốc thì cũng rất là khó chịu. Anh mà đi sang bên này mọi người gọi người Trung Quốc là khó chịu. Thế xong anh thường hay quay ra anh trêu nè. Hôm trước em cũng hơi anh chỉ tại vì sao người Việt không thích người ta gọi anh, ví dụ anh là người Trung Quốc. Đấy. Anh giải thích rồi đúng không? Thế vậy nên là mỗi lần mà anh bị mọi người gọi là người Trung Quốc thì anh nói lại là tôi không phải là người Trung Quốc, bạn mới là người Trung Quốc. Ví dụ như em gọi anh là người Trung Quốc thì anh bảo em mới là người Trung Quốc. anh bảo như thế. Thế à? Thế xong là sau rồi anh mới giải thích rằng là tôi là người Việt Nam, không phải người Trung Quốc. Nhưng mà cuối cùng là mọi người cũng quên, hôm sau đi gặp vẫn chín hết. Rất là buồn cười. Anh phải giải thích về nước Anh cho người Angola để cho biết. Theo em thì giải thích như thế nào thì hợp lý? Lúc nào người ta hỏi anh giải thích tôi không phải là người Trung Quốc có mắt như thế nhưng mà tôi là người Việt để người ta sẽ biết. Anh cũng giải thích như thế rồi đấy, nhưng mà có những người mà làm cùng với anh nhá biết rồi, biết anh là người Việt Nam rồi, anh nói anh là người Việt Nam rồi nhưng mà mấy ngày hôm sau lại quên, lại giới thiệu với cho người khác rằng anh là người Trung Quốc. Thì khó. Thì có khó. Đấy, khó mà. Khó. Đấy, gần như là cái tư tưởng là người châu Á ở đây là người Trung Quốc hết này, như kiểu như là trong đầu rồi sao ấy. Đã thói quen rồi. Quen rồi. Khó kiểu. Đấy. Giờ cũng không biết sao. Đấy các bạn ạ, đấy là mình hôm nay là mình hỏi Isabel về cái vấn đề là tại sao người Việt Nam mình sang bên này rất hay bị gọi là người Trung Quốc. Đấy, Isabel cũng giải thích như thế đấy. Và mình thấy là với cách giải thích như thế cũng hợp lý. Nhưng mà mình vẫn cứ có tò mò một cái là sau khi giải thích xong rồi thì vẫn bị gọi là người Trung Quốc. Không thể hiểu nổi. Quả này, đây là quả đầu tiên rồi nha chị nè. Isabel có biết quả này không? Quả su su đúng không? Không phải quả su su à? Không phải quả su su, quả su su là quả này. Là quả này. Quả này là quả gì em biết không? Không biết. Không biết là quả bí xanh nè. Bí xanh bao giờ? Để người ta ăn với cái gì? Ăn với thịt đúng không? Ăn với thịt. Nấu canh. Nấu canh. Có thể luộc được. Ở đây người ta không ăn đâu. Ở đây không ăn à? Không. Ăn ăn cái này thôi. Ăn cái lá. Lá. Nhưng mà đây cái lá này có ăn được đâu em? Lá không phải cái này à? Chắc là ăn lá nhau. Của cây bí ngô chứ. Đúng không? Giống nhau cái này luôn. Ừ, lá nó giống lá này đúng không? Vâng. Lá của cây này là lá bí xanh ấy. Ăn okay. Cái này nó sẽ bị đắng. Okay. Cái này có mối. Cái này không ăn được. Đúng. Đúng. Cái này chị có lần chị hái nhầm. Em gặp người Angola nào mà ăn quả su su chưa? Chưa, em chưa. Chưa, em cũng đã ăn su su này chưa? Em ăn thử rồi. Ăn thử rồi, ăn thử ở đâu? Ở Việt Nam. Ở Việt Nam à? Vâng. Thế em ăn em cảm thấy thế nào? Em nói thật là không thích không lắm. Không thích lắm cái quả su su này à? Su su này. Nhưng mà biết rồi. Biết rồi đúng không? Ăn thử rồi. Ăn thử rồi. Vâng. Thế cái quả su su này ở Angola tên nó là gì, gọi là gì? Em chưa biết. Nó phải chưa là pipinena đấy. No, không phải pipino. Pipino giống nhau một chút cái này. Là pipinena, pipinu khác, pipinu là dưa chuột. Không phải cái này. Tức là Angola là hiện tại là em vẫn chưa biết tên của tiếng Bồ Đào Nha là gì đúng không? Vâng. Chắc là người ra rồi có biết nhưng mà em chưa biết đâu. Em chưa biết. Thế ngày đây này. Đây. Thế ở Việt Nam thì ăn mướp chưa? Ăn ăn gì? Quả mướp này này. Quả này. Quả này này. Quả này này. Không phải giống nhau đây à? Không, cái đấy quả đấy nó lại khác. Quả lại khác. Chưa. Ở Việt Nam 5 năm mà cũng chưa được ăn quả mướp. Ở Việt Nam có rất nhiều quả. Nay có quả to thì anh chị bẻ mất rồi. Kia. À, giống nhau cái này. Quả này thì lại giống là quả bí. Vâng.
Còn kia chị. À đây này. Thơm. À đây cũng một quả mướp to hơn này. Đây, quả này khả năng em nhận ra đây. Quả này em có biết đâu. Đây có nhận ra không? Thế đi chợ ở Việt Nam thì chưa nhận ra được quả này à? Có nhìn thấy quả này bao giờ không? Em nhìn rồi nhưng mà ở đây không ăn, người ta cũng rồi. Không ăn cho nên là gì khi về Việt Nam em cũng không ăn đúng không? Không anh. À, tức là cũng chưa thử quả mướp bao giờ đúng không? Vâng. Nhưng mà cái quả mướp này là ở bên Angola dùng làm gì? Người ta không dùng. Không. Vẫn dùng để rửa bát còn gì? Bát à? Để già lên xong là dùng rửa bát. À, đúng không? À, đây là cái này à? Ừ, là cái này mà. Sau tô hơn đúng không? Đúng rồi. Ở bên trong có một đúng. Cái gì đó. Bên trong có cái sơ. Đúng rồi. Nhà chị cũng có. Vâng, em thấy rồi. Tại vì bác em lúc trước đây cũng dùng cái đấy. Nhưng mà em chưa bao giờ xem khoa nào có. chưa nhìn thấy cái cây đâu bao giờ. Đúng rồi. Chưa nhìn thấy cái mướp bao giờ á? Vâng. Ở Angola này cũng có rất nhiều mướp mà. Vâng, có. Thế sao em lại không được nhìn? Nhưng mà em không nhìn thấy cái cây. Tại vì lúc đấy em ở Luanda, người ta không có nhiều cây như thế này. À đúng rồi, ở Luanda không có nhiều cây đúng không? Em đến đây để học thôi, sau đó chuyển ở Việt Nam. À tức là em về tỉnh này là em để học thôi chứ không phải là sống ở tỉnh này đúng không? Em tính em ở đây. Ừ. Nhưng mà em lại nên sống ở Luanda. Sống ở Luanda lúc lúc bé. Thế xong lại quay về đây để đi học đại để học. Đi học đại học. À, học đại sau học. 4 năm em sau quay, 4 năm em lại em đi Việt Nam. Năm. À. Là tức là em. Sinh ở đây nhưng mà lại sống ở trên Luanda rồi về đây học. Đúng rồi. À. Ở đây có xả em. Đợt này nó hơi bị nhiều ong đốt cho nên là quả nó bị hư. Còn là đấy, anh kia đang ấy, đang ăn xả. À, mấy con chó này là mấy con chó hoang đấy em ạ. Mấy con chó nó hoang nó lên đây nó ở nên anh chị nhận nuôi nó đấy. Sáu. Chó này sáu. Sáu á? Tại vì nó chưa béo ấy thôi. Đây, đây này con này thì béo này. Morreu mês passado. Muito bonito. Agora esse cão é feio. Thế vậy là ở Việt Nam là Isabel mới thưởng thức món su su xào thôi đúng không? Vâng. Món bí xanh cái thứ thì không có. À còn món cái này có gì chị? Quả này không biết á? Không biết quả này quả. Quả này là quả cà đó. Quả cà. Ừ. Ăn chi ăn ở bên trong đúng rồi, đúng rồi. À. Em ăn thử chưa? Em ở Việt Nam. Bây giờ có thể thử luôn. Đi. Có muốn ăn thử không? Chị còn à, anh chị à, cái này dùng à, muối nó lên cà muối. Cho nó lên men đấy. Đây là cây su su này. Đấy, cà cho nó lên men đấy. À, thì cho Isabel ăn thử cà muối xem thế nào. Tại vì ở Việt Nam mà Isabel chưa ăn thử cà muối bao giờ đúng không? Chắc ăn rồi á? À? Nhìn thử xem hay là ăn rồi mà không biết. Đây quả này quả cà. Ít nhá. Đúng rồi. Chị sẽ lấy cho em một quả trước để xem. Để xem. Đi mình bỏ ra bàn nhé. Bỏ ra bàn. Nhiều chuối. Nếu mà anh thích ăn cà muối thì anh sẽ hướng dẫn cho cách làm cà. Một thôi chứ. Một trước. Cái nào giống nhau hành tây. Giống như hành tây á. Tây chưa? Ừ. Làm gì giống hành tây? Có giống đâu, nó tròn rồi, nó là quả mà. À bên trong này. Bên trong này. Ừ, chị vẫn không hiểu tại sao nó giống hành tây ấy. Nhìn nó không giống hợp của hành tây các bạn mà. Giòn lắm. Bỏ cả, nhai cả xem thế nào. Cứ nhai thử đi. Có vẻ không hợp. Không mà chị. Thế là ở Việt Nam em cũng chưa được ăn đúng không? Chưa. Ừ. Có nhiều tuổi. Có nhiều tỏi. Tỏi. Ừ, tỏi. Có nhiều tỏi. Tôm.
em không thích lắm. Không thích cả, không thích tỏi à? Thế thì em cái gì hát? Thế là không ăn được đúng không? Vâng, không ăn được. Chắc khả năng là do Isabel cũng đang có bầu nữa cho nên là không thích những cái vị này. Rồi. Đấy, tức là anh chỉ giới thiệu cho em ra là cái món, cái quả cà đấy. Vâng. Là dùng, thường là dùng muối nên như thế này. Cho nên men như thế này để ăn. Mọi người rất là thích ăn cái kiểu như thế này. Ăn chấm với món mắm. Có rất nhiều màu đúng không? Có rất nhiều màu. Có. Cà này thì chủ yếu là màu xanh với màu trắng thôi. Có màu xanh nữa. Nhưng mà muối lên thì nó cũng sẽ màu trắng thế này. Gọi cà này gọi là cà pháo. Cà pháo. Ừ, cà pháo. Rồi. Nhưng mà không thích ăn nhỉ? Không thích ăn đâu. Không thích. Rồi. Cái này chỉ có người Việt Nam mình ăn được. Tức là không phải món gì mà người Angola cũng ăn đâu. Vâng. Em sang Việt Nam em thấy là cái món ăn của Việt Nam nó có phong phú hơn không? Có. Đấy, phong phú hơn nhiều đúng không? Vâng. Anh thấy ở đây ở Angola cũng không nhiều đồ ăn lắm. Ở đây người ta ăn được cái này. Lá mùng tơi. Vâng. Thế ở bên Angola này không ăn à? Có. Cái lá mùng tơi này. Vâng. Có chứ đúng không? Có chứ. Ừ. Em cũng biết nấu. Em cũng biết nấu cái món mùng tơi đấy. Nhưng mà anh đã thấy Angola làm cái món mùng tơi này bao giờ đâu nhỉ? Ít người ăn à? Ít người nấu. Ít người tiếp. Tại vì em lúc em trẻ ở nhà em có rất nhiều bên trong này này ở nhà thế này mùng tơi. Tức là ở nhà cũng là một dàn mùng tơi thế này. Rồi. Thế cái này thì Angola gọi là gì, tên là gì? Em quên mất tên rồi. Quên mất tên là lâu rồi. Thế bữa nào mà cái bí xanh này nó to lên thì anh nấu lên mời Isabel ăn nha. Còn bí xanh này. Có thích không? Có thích ăn thử không? Em thích ăn thử, nếu thích. Thử có ăn, nếu không, không thích à. Thế thôi. Nó đang lớn dần đấy. Chắc khoảng tuần nữa. Mọi người Angola hay gọi cái quả này là quả dưa chuột ấy. Pipinu. Không phải pipinu. Không phải pipinu. Không phải. Nhưng mà nhiều người không biết cứ gọi là pipinu. Đúng rồi. Đấy, hôm nay Isabel đến nhà chơi giới thiệu cho Isabel những cái quả này. Mình cũng nghĩ là Isabel ở Việt Nam lâu lâu rồi là cũng biết quả những cái thứ quả này nhưng mà thật ra Isabel cũng không biết được hết nhỉ. Tại vì là em không ăn do là cái cách ăn uống của người Angola khác của Việt Nam đấy đúng không? Thế cho nên là mặc dù là có nhưng mà em không ăn đúng không? Đúng rồi. Đấy, thế là mọi người là cũng hiểu hơn về cái ẩm thực của người châu Phi, Angola. Chị giảm bèo chưa các bạn? Hôm nay chị cứ nghĩ là mưa cơ, mà không mưa. Chưa mưa được. Được rồi, thế thôi, kết thúc video giới thiệu các mấy cái quả này ở đây, Isabel. Chào mọi người cái. Chào. Chào. Vâng, chị chào đi. Chị chào. Xin chào. Rồi, chào các bạn nhé. Có cái vườn rau này cứ giới thiệu mãi. Nhưng mà hôm nay có Isabel ở đây thì Isabel rõ tiếng Việt hơn. Và cũng sống ở Việt Nam rồi thì giới thiệu cho Isabel sẽ cụ thể hơn. Đó, mình sẽ rõ ràng hơn là cụ thể hơn người Angola người ta có ăn chính xác hay không. Đấy. Có con bọ ngựa đây nhỉ? Mà mình không nhìn thấy. Mắt Isabel nhìn tinh nhé. Neque fora lua ou uma, nosso destino more só se amar. Então prometo nunca te deixar, e é contigo que eu vou envelhecer.
porque eu prometi contigo viver.